Xin chào tất cả quý vị, nhưng mà quý vị đến với lễ chùa hồn giải hạn nhé, ở khuôn túng đồng mỏ chí Lương Lạng Sơn nhé. Do thầy Thiên Hồng làm chủ trì lễ nhé, đây Thiên Hồng đang cầm đàn nhé, với sự tham gia của Thiên Lường nhé và thầy Tào Dương nhé, để cho một cái lễ tiến hành diễn ra nhanh và đỡ nhiều việc nhé quý vị nhé. Một người làm rất là nhiều việc. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nhé, và bấm chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Còn đây là chủ nhà đi xem thầy Thiên Hồng và ra vấn đề của gia chủ nhé. Đây là năm cái hồn phải chuộc đêm nay đi nhé. Chẳng không thấy không à? Biết sự cái lục hồn, biết thấy cả lục hết lục cả tay.
thấy bằng con này hả? Đục con hết xây lồ hết lồ cắn tay nữa. Hết cắn tắc bật bê bê bật bật hắn. Thấy không? Nó khẩn lồ nó sửa số mình nữa. Xuống đi áo lông kể tế bét. Ý là xây cửa thôn là anh em nặng 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 nặng. Chẳng ăn mạng gì, chân tọ không đó. Chắc chân mà đi lỗ không chỗ không? Ừ. Cái gì lẩu hay là lâu lên cái chắc lỗ. Ừ, chắc lỗ mà cái chắc lỗ. Cái gì em đi xin lắm à? Chúa có mình kính khó thả. Đúng mà, là cái mơ, mình đang mơ kính cảm thêm đi. Văn con một thảo không mặt ra tao. Khai hình khai cái thảo như vậy. Thì chứng chứng thăm giam. Thằng giàu, thằng giàu lòng đế mà này có bất tác của đứa này, đứa đâu. Chúa mình biết. Cái lục thông cả hạ bất thủ đâu. Bên đứa có người hết, đứa bên đứa đánh cho nó. Cái lục thông thì tái bạc lẻ tạm. Nên tạo gì tạm lần nữa thì tạm nào phải phải rù áo rù á. Dẹt tình này, dẹt cả tình này, mi mi. Xin lại chú kể đây. Lúc ăn tỉ kể tiêu hồ ăn phô đó hẳn vậy, kể ăn tỉ mình tiêu cô đấy à. Cơn mình nhóc tỉ có mắc cục về hết bán, không tỉ nhá. Tức tạm hẳn hạnh phẩm nhá, tức hết bấy ở trong năm đấy thì tạm sắp ba sánh là mô hạng thì cô đi nhan bọc đi nhá. Cái lúc vừa đó là chụp vào hãng sổ bay nhá. Vừa phải là kỳ phát không lắm mà kỳ hồ thương tỉ với sự hết tay cả lúc bắt chẳng tô mỹ phạm á. Cái chân bộ bắt chẳng tô mình để vài năm nay cũng phải chẳng á. Cho nên cần nó mới kính nể ai đó bác này làm hả? Ăn này tôi luôn mình cũng sôi sốt con á. À, là cái này đó thôi chứ cần nghe tôi đã tôi luôn lẩu vào bây à tôi không cảm ô thế á bác này cô đi bảo chồng coi lẩu cái óc mưa rồi á mình cần có cần chứ phải đây cái hàng này tôi luôn mình đi học cái thầy cái mình phải ngủ tôi luôn để mình kể ca chạy để đi ra thôi để mình bận rộn để cho đấy á phải mà cái này một lần tâm lòng mấy người bạn như là phát hơn mày anh hơn á như là thấy anh bạn hả cô á. เราต้องการ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 
tao dùng mà tao sành tao này cái hơn mì cháy mì phát số tôm hết quá thì đi nha rất rất rồi này mì lục ra rồi thì không bạn con bị khẩu trố rất để hết chứ bạn con ngưng con khẩu trố trên này số tôm ao tì rồi rồi bạn biết chắc thắng các bạn rồi mì ra này เอาเมื่อคืนหนูมาเล่นเนี่ยเฮ้ยหนูเอาแบบหัวให้มันวางเอาว่าหลอกไปมีมีดจนไหนต้องเขาติดตัวตายมือเขาติดตัวมั้งติดตัวไม่ฮะวันนี้อะไรติดฮะเฮ้ยใช้ชุดเก่งมากเลยนะเฮ้ยเราโจ้ไว้นะโดดโจ้ไว้นะโดดโจ้โดดเท้าไว้นะโดดใช้โดดเท้าโดดโจ้หัวเอาหัวนะ ต้องทาเต็งไปติดหน้าใส่หน้าเสื้อนะไปถึงไทยเลยนะไปถึงไทยเลยนะคิดก่อนนะไอ้คิดทุกตัวบ้านเสื้อในนี้ใช่ไหม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 ใช่ไ
ไปโบราณแล้วพี่ไหนน้องก็ไปปั้นโบราณเป็นได้เด้อเฮ้ยบ่ได้ไปเฮ้ยบ่ได้คุณเหล่าเมาเพิ่นตังเลยเฮ็ดตังโลสิก็ตัวเองก็เนี่ยเพิ่นให้เฮ็ดจังไหวนี่หมายเพิ่นอยากให้เฮาเกี่ยงมันรอดผู้โดไว้นะเด้อสิให้มันอยู่ตีต้องล้มมือต้องเกยอ่านถูกตายโหผู้นี้เนาะสามน้ำช้ำต้องช่วยช่วยนี่มันบ่สิใช้ดอกได้หยังนี่เฮ้อสิได้ไปถึงตัวห้าโหเกยอันตีโตมันตามตัวบาทอันตีอีกก็ไข่ใช้ๆเลยนะ
ชิ้นไหนต้องมีอันติดได้มีบางมัดของบางเราเนาะมีแล้วคนทุกอย่างนักเขาตัวตัวเกไปนะเออหลายโรงงานเลยจริงมีโรงกินมันสิ่งใช้มาสิ่งใช้มาอยากรู้ทุกเขาเหยื่อกำลังกินป้องก็ตะบักตะเกเลยตะเกเลยสิ่งใช้ก็มันกินใช้มาอยากรู้ไม่รู้สิ่งใช้กินแล้วก็โอ้เขามีใช้แล้วมีใช้ทุกอย่างตะตายได้ฮะทุกคนใจมันเช็ดนะมันทุกคนรู้กันมามีจังไหมสู้สิ่งต้องใช้ทุกเนื้อของมันเท่ไรเขาที่เห็นเราดูเราอาตุจังเด่นนะเดี๋ยวเขามาแน่มาตรงนี้ยาวที่ออกเป็นเขาไปอ่านกันดูนะเบอร์ดูกันvừa rồi là ai về đấy thầy vừa rồi là thánh nhá thánh thôi mà ăn là một ta đây vâng nhâm đi dễ nghe còn bàn chay à ăn là một ta đây à con dạo nhiều chị ơi con dạo đấy còn vẫn còn hát đây còn đâu còn dạo còn đâu còn một cái bát kia đây vừa bảo hát vào đấy đây ăn là một ta rồi miếng thôi rồi miếng đấy hả ông nội ông ở bên trong ấy thờ bàn chay là các người làm thầy làm then xuống về chỗ cứ tưởng là không con để nó phá này vong chưa vào được đâu đã chuột không mà đã chuột nó mà vào vào đấy không thì nữa giờ phải đi chuột thế lúc lần trước một lần trước đây là tổ tiên à, tổ tiên đó ông lần đầu tiên thì thổ công vâng. Thổ địa thứ hai thì táo quân bếp vâng. Thứ ba là tổ tiên vâng. Đấy. Thứ tư nó là quan âm bồ tát vâng. Là bàn chay vâng. Còn cái ông thế học lộc này là nó không quấy cái gì hết à. Xong mới đến hồn người chùa cái gì thầy ví dụ là nó âm dương nó giống nhau thôn đấy, vào trưởng thôn ra là xã huyện tỉnh vâng. Trung ương là hết
xem qua quang cảnh xung quanh nhá. Không ngại đâu. Đây nha. Đêm nay là 5 cái hồn đấy nha quý vị nha. 5 cái lều này để cho cái hồn về tắm giặt thay quần áo ở trong đấy nha quý vị nha. Đây là cái bàn khao, bàn trổ nha, bàn xay nha, bàn khao tổ nha quý vị. Trời tối nhà nên là nó không được rõ lắm nhé quý vị nhé. Ở đây là mời các cụ chín đời về nhưng sẽ chín chưa chén nhé quý vị nhé. Chưa chén được một đời như 2, 4, 6, 8. Như thiếu một cái chén nữa. Ở đây chưa xong rồi nhé quý vị, ở đây còn chưa cắm hương nha quý vị. Mát giữa là 9 rồi quý vị. Kiểu huyền thất tổ. Còn bên kia là mọi người đang chuẩn bị nấu nướng cơm cháo thử nha quý vị. Quý vị bấm đăng ký để xem những video tiếp theo nha. Cảm ơn tất cả quý vị nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.